Phật tử thân mến, tất cả các pháp hội, tất cả các bài kinh, tất cả các phương tiện lễ bái, niệm Phật, cúng dường đều là phương tiện để đi đến trí tuệ bát nhã. Muốn đi đến trí tuệ bát nhã, chúng ta phải có đầy đủ công đức viên dung, có đầy đủ trí sáng, có đầy đủ lòng từ vô lượng. Nhưng chúng sanh vốn vô minh, người sống đã không tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật, huống chi là người đã chết. Nội nhìn lại cụ Huyền Thất Tổ của chúng ta, nhìn lại những người đã quá vãng trong gia đình của mình, chúng ta cũng u minh minh, không biết bây giờ họ đang ở chốn nào. Chính vì vậy, nghĩ đến người đã mất, dòng nước mắt tuôn rơi, may mà chúng con được gặp chư Hiền Tăng, chư Thánh Tăng dạy dỗ chúng con tu hành, sám hối, phát nguyện, niệm Phật, bố thí, cúng dường, tạo lập các công đức. Còn cụ Hiền Thất Tổ của chúng ta, ông bà cha mẹ của chúng ta, vợ chồng, con cái, người thân đã đến với cuộc đời này, và có những người đã ra đi khi chưa kịp biết đến một câu niệm Phật, đã đến với cuộc đời này và đã ra đi khi chưa kịp biết đến chánh pháp, đã đến và đã đi cũng u và minh minh, lúc đến cũng như lúc đi. Nghĩ đến điều đó, lòng chúng ta xót thương vô kể. Chính vì vậy, trong thời mạt pháp này, mặc dù có rất là nhiều pháp môn đang hiện hành tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà thực tập tu hành, thì cái pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn rộng mở với các hàng chúng sanh, không có phân biệt, hết sức bình đẳng và giúp cho chúng sanh có một cái phương tiện tu tập dễ dàng nhất trong cái thời mạt pháp vô minh nhiều đau khổ này. Chính trong thời ngũ trược ác thế này, tâm chúng ta rất khó an trụ. Đời sống vật chất bây giờ, lấy vật dục, lấy sự hưởng thụ, lấy vật chất, lấy tài sản làm mục đích của cuộc đời. Cho nên con người ta cứ nghĩ đồng tiền sẽ giải quyết được tất cả. Con người ta lao vào cuộc đời này vì danh, lợi, sắc, tài. Cho nên càng kiếm bao nhiêu, càng khát bấy nhiêu, như là uống nước biển, càng uống càng thêm khát. Trong sự đau khổ như thế, tâm càng khó an trụ. Đức Phật nói trong kinh Trung A Hàm rằng, trên cái thế giới này, ta có thể nhìn thấy một chúng sanh có tuổi thọ 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho đến 100 năm hoặc lâu hơn nữa, khỏe mạnh về thân xác vật lý này. Nhưng tiếc thay, ta không thấy một chúng sanh nào có một cái sự sáng suốt, không có bệnh tật về tâm. Tìm một chúng sanh không có bệnh về thân, ta có thể tìm được. Nhưng một chúng sanh không có bệnh về tâm, sao ta không tìm được? Căn bệnh của chúng sanh về tâm, căn bệnh của chúng ta là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh vô minh, khát ái, nghiệp chướng nặng nề. Và Đức Phật đã từng khẳng định, tìm một chúng sanh không có bệnh về tâm thật là rất khó. Nghe lời Phật nói như vậy, tất cả chúng ta đều phải hiểu rằng, tất cả chúng ta đều đang có những căn bệnh ở trong tâm của mình, gọi là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, các bệnh do tập nghiệp, do tập khí, do lòng tham mà kết thành các căn bệnh từ vô thủy cho đến nay. Nếu không sám hối, nếu không thức tỉnh, không nghe chánh pháp để tu hành, chúng ta dù miệng có niệm Phật nhưng tâm của chúng ta cũng đi đến những cõi giới u minh minh và trầm mịch. Vì vậy, trong các pháp hội như thế này, quý thầy vẫn luôn quan tâm cho các hàng Phật tử được nghe pháp, bởi vì văn, tư và tu vẫn là những hành trang nhất thiết phải có của một người đệ tử của Đức Phật. Đó là phải nghe, phải quan sát, rồi phải thi hành tu tập. Và cái pháp hội này không chỉ dành cho chúng ta, mà cho cả những cõi giới, những người đã không còn thân xác trên cuộc đời này, mà trần gian
hay gọi là hương linh, vong linh, cô hồn, yểu tử, các loại cô hồn khác nhau. Thì cái pháp hội tam thời hệ niệm này, với lòng từ bi vô tận vô biên, chúng ta cung thỉnh Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Địa Tạng Bồ Tát, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Long Thần Hộ Pháp gia trì, chứng minh công đức, gia hộ cho các hàng Phật tử chúng ta và tiếp độ gia trì cho cả những người đã mất, trong đó có những người nằm ở chung quanh nơi nghĩa trang Bình Hưng Hòa này, ngoài nghĩa trang này, chết đầu đường xó sợ, chết ở trên là những vùng hẻo lánh keo sơn, hay là chết vì bất cứ lý do nào, cho đến đồng bào chiến sĩ trận vong. Tất cả khi nghe lời triệu thỉnh thì họ đều về đây và giờ này đang cùng chúng ta nghe Phật Pháp. Đó là một niềm hạnh phúc rất lớn lao cho những chúng sanh đang được sống trong cõi ta bà này, mà được cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni lập một chút công đức lành, đó là tu tập cho mình và đồng hồi hướng cho các cõi giới vô hình. Những người đã mất, trong đó có những người thân, cụ huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, và cả những người mất mà chúng ta chưa từng quen biết. Các vị có đồng ý với sư như vậy không ạ? Như vậy chúng ta có biết rằng ở trong cái cốt lõi của Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, đây là một pháp của Tịnh Độ Tông, mà trong đó niệm A-di-đà để mà tiến tu cho thân an, đạo hưng, cho tâm chúng ta được an lạc, cho đạo nghiệp được vững bền. Một cái pháp hội vô cùng lợi lạc, lưỡng ích cho cả người chết lẫn người sống. Bởi vì nếu không niệm Phật, lấy phương tiện nào để chúng ta xa lìa các tội nghiệp, các ác chướng, tập khí đã tích lũy lâu đời. Với những người Phật tử có nhân duyên với pháp môn niệm Phật, chúng ta phải thấy đây là một điều may mắn. Thay vì miệng ta nói lời ác, nói lời đòn sắp hai đầu, nói lời thô ác ỷ ngữ, thêm bớt dối trá, miệng chúng ta niệm Phật. Khi miệng chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta nghĩ đến Phật, danh hiệu A-di-đà Phật, Amita, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Miệng niệm Phật, tâm nghĩ Phật, tất nhiên tâm không nghĩ ác, miệng không nói lời ác. Chúng ta câu hội về đây, cùng nghe Phật Pháp, cùng niệm Phật, tích lũy công đức và hồi hướng. Thân chúng ta không tạo nghiệp sát sanh, thân chúng ta không tà dâm, miệng chúng ta không dối trá, chúng ta không làm những điều bất hiếu, cờ bạc, rượu chè, phá thai, những tội ác đầy dẫy trong thế gian này. Thì khi chúng ta câu hội về một cái pháp hội, chúng ta chỉ có nhất tâm niệm Phật mà thôi. Do đó chỉ ngồi im niệm Phật mà được công đức vô lượng, bởi vì chúng ta không tạo các ác nghiệp. Các Phật tử có nghe rõ không ạ? Như vậy cái pháp hội này bắt nguồn từ lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, nhưng do các tổ đó, mà chúng ta được biết đó chính là tổ Trung Phong ở trong cái thời nhà Nguyên ở bên Trung Hoa. Chính tổ Trung Phong này đã đưa ra cái pháp hội tam thời hệ niệm này, nghĩa là ngày ba thời, đêm ba thời, sáu thời, đêm ngày sáu thời đều an lành trong tiếng niệm Phật, đêm ngày sáu thời đều thanh tịnh trong tiếng niệm Phật, để chúng ta không tạo các nghiệp ác, chỉ tạo các nghiệp, các phước lành, công đức lành tu tập cho chúng ta, và đặc biệt là hương linh nhờ vào cái từ lực của chúng ta, công đức của chúng ta mà các hương linh có thể niệm Phật theo chúng ta. Chúng ta không thể nói rằng tôi sẽ niệm Phật hộ niệm mà hương linh được vãng sanh. Điều này chắc chắn rất là khó thực hiện được nếu mà cái đạo lực của chúng ta rất là yếu kém. Chúng ta có một ban hộ niệm mấy chục người cho đến vài trăm người, bản thân chúng ta ít tu hành, ít công đức, chúng ta liệu rằng mình niệm Phật các hương linh có vãng sanh không?
Có may ra chăng là các thân xác của các hương linh được nhẹ nhàng, không có bị những cái tập khí thói quen của cuộc sống làm đau đớn cái thân xác, mà nhẹ nhàng mà nương theo tiếng niệm Phật thôi. Chứ mà chúng ta hộ niệm, mà để hộ niệm người ta vãng sanh thì chắc là công đức của mình phải to lớn lắm. Sư nói điều đó để cho các hàng Phật tử trong các ban hộ niệm phải luôn luôn nương từ lực của Tam Bảo trong cái pháp hộ niệm của mình. Tại vì hộ niệm chỉ là góp phần công đức thôi. Hộ niệm khác hệ niệm. Hệ niệm là mình tu và hương linh cùng tu. Có như vậy mới tạo duyên cho những người đã mất được thác sanh về cảnh giới an lạc. Còn chúng ta tập hợp lại một cái đạo tràng hộ niệm, điều đó rất tốt. Người không có tâm từ bi, không có sự hy sinh, không có lòng là bi trí dũng, chúng ta không có vào trong cái đạo tràng đi hộ niệm. Tại hộ niệm là mất thời gian nè, công sức nè, nhiều khi còn là gia đình còn phàn nàn cằn nhằn vì cái sự chúng ta đi ra ngoài lo việc cho chúng sanh, cho bá gia bá tánh quá nhiều. Nhưng tại sao là mình vẫn làm? Là chúng ta thừa hưởng cái tâm từ bi của Phật, của chư Bồ Tát Thánh Hiện Tăng, nên mình phát cái tâm từ bi, mình giúp cho cái người ở giờ phút lâm chung, giờ hấp hối xả cái báo thân này, chúng ta tạo những duyên lành cho họ được nhẹ nhàng mà không bị thác sanh vào những cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái tâm nguyện của chúng ta là như vậy, chứ không phải chúng ta hộ niệm là tức khắc là người chết được vãng sanh. Đó là sự thật. Bởi vì công đức mình bao nhiêu, mình năm giới giữ chưa tròn, thấy chưa nào, mới biết tu đây thôi. Chứ nếu chúng ta mà năm giới giữ tròn thì cái đất nước Việt Nam mình nó hưng thạnh lâu rồi. Chúng sanh không có bị giết hàng loạt như vậy, nhà hàng không có mở ra để rồi giết sát vô số vô biên như thế. Nếu tất cả ai cũng giữ gìn năm giới Đức Phật dạy thì cái người chết cũng an lành, chứ không phải là người sống bất an mà người chết là tha phương lây lất, không có chỗ là nơi chốn để đi về. Cho nên chúng ta đừng có chủ quan vào sự tu tập của mình. Cái sự niệm Phật của chúng ta, sự tu của chúng ta cũng chỉ mới đây thôi. Chúng ta phải đồng ý, phải sám hối như thế, để tránh cái tình trạng là mình mới có chút công đức, mình tự vỗ ngực là mình có thể là giúp cho người ta vãng sanh. Chưa được. Nếu mà mình giúp được người ta vãng sanh thì các chư tổ đã không đưa ra cái pháp hội tam thời hệ niệm để làm gì? Tại vì chính những pháp hội này mới câu hội đông đủ là Phật, Pháp, Tăng, chư Bồ Tát, rồi là tất cả bát bộ kim cang, bá vạn chư thiên, long thần hộ pháp, rồi các hàng Phật tử bằng tín tâm, bằng sự nhất niệm, một lòng thương tưởng niệm Di Đà, rồi chúng ta mới tu cho chúng ta, thanh tịnh cho chúng ta, bình đẳng cho tất cả pháp giới, thì các cõi giới đã mất ân triêm công đức đó mà cùng phát tâm niệm Phật với chúng ta. Quý Phật tử nghe rõ không ạ? Như vậy chúng ta về đây tu, phát tâm niệm Phật, hồi hướng cho hương linh được phước báo một Phật. Nhưng cái hồi hướng đó chỉ là một phần thôi. Cái chánh là chúng ta làm cho hương linh cũng phải là từ bỏ các cái ngã chấp. Hương linh chấp lắm, cô hồn chấp lắm. Trong nhà Phật người ta ít có dùng từ là linh hồn, hương hồn, mà dùng cái từ thần thức. Nhưng ở đây sư nói cái từ cô hồn để cho các vị dễ liên tưởng tới những người đã chết. Những cô hồn nó rất là chấp, bởi vì chúng ta còn sống đây nè, chúng ta cũng rất là chấp. Chấp vợ tôi, chồng tôi, con tôi, tài sản tôi, chức vụ và địa vị. Chính vì cái chấp đó cho nên chúng ta đau khổ rất nhiều. Trên thế gian này, giàu hay nghèo, địa vị hay là người bình dân, sư không có bàn. Nhưng cái người mà không có chấp, không có tham đắm là người đó có hạnh phúc, có an lạc. Còn người sống trên địa vị quyền cao chức trọng, nhưng cái người đó dù có sống trên đống vàng nhưng lúc nào cũng chấp đây là của ta. Thì trong kinh Pháp Cú Phật dạy, ai chấp chồng ta, con ta, vợ ta, tài sản ta,
kẻ đó là kẻ vô minh, kẻ đó là kẻ phiền não nhất. Cho nên khi sống chúng ta không biết tu, khi chết hồn siêu phách tán, dễ gì một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà họ siêu được, khó lắm. Cho nên khi những cái pháp hội như vậy, quý thầy rước các cái vong linh hương linh về đây, họ đang ngồi chung quanh chúng ta đây, được phép ngồi đây chứ tự nhiên làm sao mà họ dám vào trong điện Phật mà ngồi. Nhưng các thầy với tâm từ bi, quý thầy đã rước các vong linh hương linh, cụ hiền thất tổ của các vị, thân bằng quyến thuộc của các vị và những người chết bằng nhiều lý do khác nhau đang ngồi ở đây. Cặp mắt chúng ta không nhìn thấy nhưng quý thầy sẽ cảm nhận được, và họ cũng đang nghe pháp, họ phải nghe rồi họ hiểu và họ mới tu được, tu rồi mới là siêu sanh tịnh độ được, chứ không phải dễ gì mà siêu sanh tịnh độ. Mặc dù Đức Phật nói chỉ niệm 10 niệm thôi thì ta sẽ là cứu độ cho, nhưng các vị có tin chắc rằng hương linh sẽ niệm được 10 tiếng không? Mà niệm trong sự nhất tâm chánh niệm, tự mình hỏi mình nè, các vị niệm 10 tiếng mà tâm không phân tán, tâm không bị chi phối, tâm nhất niệm tỉnh giác cũng còn rất khó. 3 câu là đã thấy tâm chạy ra chợ rồi, 4 câu là tâm đã chạy về nhà rồi, 5 câu đã nhớ tới ông xã rồi, 6 câu đã nhớ tới bà vợ rồi, 7 câu đã nhớ con, nhớ cháu rồi. Khó mà có nhất niệm. Pháp thiền tịnh mật gì cũng là ở cái chỗ nhất tâm chánh niệm, mà chúng ta chỉ nói bằng lời mà không nhất tâm được đâu. Cho nên phải nghe để mình suy xét, mình biết cái sự tu tập của mình đến đâu. Còn nếu không, mình chấp cái công đức mình cúng dường, mình chấp mình niệm Phật được vài câu, mình tưởng mình độ được là người sống lẫn người chết. Sư xin nói với các vị, đó là một điều lầm tưởng, một sự vô minh. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cảm ơn các vị. Như vậy chúng ta sẽ biết bản thân mình chưa làm được gì đâu. Sư đây còn chưa dám nói sư siêu độ cho ai. Khi thầy Minh Đạt mời sư là sư rất là ngưỡng mộ. Một vị thầy đó, tất nhiên nương đức của Thượng Tọa Trí Hiền, một ngôi chùa ở giữa một cái vùng nghĩa trang, ngàn người chết, chục ngàn người chết, trăm ngàn người chết và cả triệu người chết từ quá khứ cho đến bây giờ. Người nhát gan dám mà ở đây không, làm nhà ở đây không? Trừ cái hoàn cảnh đời sống thôi. Chứ ai là người ta cũng muốn sống giữa gì? Thành phố với lại là đô thị hoặc là những vùng có dân cư làng mạc. Chứ không có ai muốn sống với người chết. Người lập chùa ở nghĩa trang sống với người chết phải có tâm từ. Bây giờ những cái pháp hội này đưa các vị về đây là tập cho các vị cũng có tâm từ. Chứ không phải nhà mình có mồ chôn ở đây mình mới tới, mà mình đến để tu cho mình và hồi hướng cho đến tất cả các Phật giới chúng sanh, đặc biệt là những hương linh đã mất. Đó, sư nói như vậy các vị nghe có rõ không ạ? Tốt lắm, các vị trả lời chứng tỏ là đang nghe. Sư hỏi không trả lời tức là ngồi đây mà để tâm hồn treo ngược ở cành cây ở ngoài kia. Có rất là nhiều người đang hy sinh cho pháp hội chúng ta. Chúng ta phải làm nhiều việc, chạy ở ngoài đường nè, đi lo việc này việc khác, đâu có nghe pháp được. Họ hy sinh cho chúng ta viên mãn công hạnh một ngày tu tập nghe Phật pháp thì nghe cho rõ, nghe xong rồi quán sát, quán suy tư rồi tu tập, cái niệm Phật đó mới có công đức. Mặc dù Đức Phật nói chúng sanh nào phát nguyện niệm Phật từ 1 đến 10 nhất tâm chánh niệm, ta không rước ở nước ta, nguyện không thành Phật chắc là không sai. Nhưng mà các vị có nhất tâm chánh niệm đâu. Nhưng mà đừng quên rằng tam nghiệp đồng thanh tịnh mới cùng Phật vãng Tây Phương. Niệm Phật như thế, nhưng mà thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý, tam nghiệp đồng thanh tịnh mới cùng Phật vãng Tây Phương. Chứ không phải mình A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là mình độ cho người chết. Còn mình thì sao? Mình chắc chắn lên tòa sen ngồi sao? Cũng đều là vọng tưởng điên đạo hết. Tất cả phải tu và phải biết cái sự tu của mình còn rất là non kém. Cho nên đến với cái sự tu tập
cái bổn nguyện đầu tiên của người Phật tử là phải tu tập cái vô ngã đi. Cái công đức của mình là may mắn lắm để tạo nên phước mà dễ tu hành, chứ mình cũng phải tự nhận như một giọt nước giữa đại dương, như một hạt cát trong sa mạc, mình cũng chưa có chuyển hóa gì cho ai, cho mình, huống chi là thế giới vô hình, người đã chết. Dạ, các vị nghe rõ chưa? Xin cảm ơn các vị. Thế thì chúng ta về đây, đây là một cái đạo tràng trang nghiêm, một cái pháp hội mà chúng ta đã, các ngài, chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng, chư Bồ Tát, theo lời cung thỉnh của quý thời, các vị Thánh Tăng, Hiền Tăng, cung thỉnh các ngài về đây để gia trì cho pháp hội. Thì tất nhiên trên có chư Phật, có Bồ Tát, lại còn có Bát Bộ Kim Cang, có Long Thần Hộ Pháp, và có các lệ quỷ vương, thần vương, rồi các cõi giới vô hình hộ trì cho pháp hội, rồi các hương linh, vong linh, cô hồn, yểu tử được mời về đây nữa, rồi cả chúng ta nữa cùng được nghe Phật Pháp, lắng tâm tu hành. Cho nên nếu chúng ta thật sự giữ tâm chánh niệm, sẽ được chư Phật Long Thiên Hộ Pháp hộ trì, chúng ta rất xứng đáng được công đức, xứng đáng được tán thán. Quý Phật tử có nghe rõ không ạ? Như vậy, trong pháp hội này, tất cả chúng ta phải nhờ pháp hội này hóa giải các thói hư tật xấu ở trong chúng ta đi. Cái tham đó đừng có ai nói là tôi không tham. Tham là cái bản tính, cái bẩm chất. Khi chúng ta vào bào thai đã mang cái tham thì chúng ta mới thụt thai. Tham ái mới vào bào thai của tinh cha huyết mẹ. Cái thần thức đó có tham, tham ái, tham dục, tham lạc, chúng ta mới vào cái tinh cha huyết mẹ lúc cha mẹ đang giao hợp với nhau. Chúng ta đã có cái lòng tham để đi vào rồi. Chỉ trừ các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng là vì bổn nguyện mà phải vào cuộc đời. Còn chúng ta đây là vì lòng tham ái, ham muốn, chấp ngã mà chúng ta đi vào bào thai. Cho nên đừng có nói là con không có tham. Tất cả chúng ta đều có tham. Rồi tham mà không được như ý cho nên sân. Sân mà không được như ý cho nên mới làm bậy bạ là si. Thì tham sân si ai cũng có hết. Về với pháp hội niệm Phật, nghe pháp hóa giải tham sân si, thì cái đạo lực niệm Phật của chúng ta mới lớn, phước lành thêm lớn, càng sâu càng dày, chúng ta mới tự hóa độ cho chúng ta và hóa độ hỗ trợ cho những người đã chết. Cho nên đến tu là chúng ta tu tâm sửa tánh bằng cái pháp môn niệm Phật, nhưng tam nghiệp thanh tịnh thì chúng ta cái sự niệm Phật nó mới có một cái năng lượng, cái công đức lớn. Chứ nếu dãy đầy thói hư tật xấu, tham sân si, dãy đầy những sự vọng niệm, tạp niệm, thì cái công đức niệm Phật đó chỉ còn lại một nửa hay một phần ba mà thôi. Đã niệm là có công đức, nhưng nếu không có thanh tịnh, không trọn vẹn công đức thì sẽ bị giảm đi còn một nửa, còn một phần ba, hoặc chỉ có rất ít công đức. Cho nên sư nhắc các vị vào cái pháp hội, chúng ta hãy bỏ hết tất cả mọi thứ chung quanh chúng ta ra bên lề cuộc đời đi. Đến đây chỉ có là tâm Phật với tâm Phật, trong veo như tuyết nguyệt, để mà khế hợp với nhau cùng thanh tịnh, tấn tu, niệm Phật, hồi hướng công đức cho chúng ta và cho các pháp giới. Các vị nghe rõ không ạ? Xin cảm ơn các vị. Như vậy, sự thanh tịnh của chúng ta, nhất tâm của chúng ta, thì lúc đó hương linh mới theo chúng ta để niệm Phật. Chứ chúng ta đừng có nói rằng mình vô đây rồi hương linh vô đây, cái là hương linh niệm Phật. Muốn cho hương linh, người thân của mình đã chết mà niệm Phật theo mình, lòng mình phải nhất tâm. Chứ mình Nam Mô A, cái là mình nhớ cái túi tiền ở đâu, Di Đà Phật là cái nhà không biết có ai canh coi nhà không hay mất đồ, thì cái câu niệm Phật đó không có công đức. Và hương linh cũng bị là phát tán.
Mà chúng ta nên biết chúng ta đang ngồi đây nè, thân xác còn đây nè, tinh thần trí tuệ chúng ta còn ở đây đầy đủ nè. Mà sư giảng pháp như vậy là các vị cũng nghe là 50-60%. Ai mà nghe được 90-100% là người đó quá tuyệt vời. Chứ sư nói không phải ai cũng nghe được. Mặc dù thầy Minh Đạt nói các Phật tử mong đợi sư lắm, sư rất cảm ơn. Nhưng các vị mong đợi thì phải nghe, mà nghe thì phải hiểu. Không hiểu cho phép hỏi. Chứ đừng có tu vì số đông, tu vì xu thế phong trào, mà trong tâm mình không có chất lượng gì tu tập hết. Mà ai nghe sư giảng rồi là biết đó, sư là hay nói thẳng, nói thật lắm. Mà thuốc đắng mới giả tật, lời thật thì mất lòng. Các vị có buồn thì sư cũng đành chịu mà thôi. Các vị có đồng ý không ạ? Do đó chúng ta niệm Phật bằng cái tâm hướng về Đức A-di-đà. Mà ai tu pháp môn tịnh độ đều phải biết có tín, có hành, có nguyện. Chứ không phải A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà cái tâm nó toan tính đủ thứ. Danh có, lợi có, tài sắc gì có hết. Cái A-di-đà-phật này là một lòng hướng về Phật A-di-đà. Đó. Một lòng khẩn thiết xin cầu Đức A-di-đà mà phóng quang tiếp dẫn cho tất cả chư hương linh quanh đây, trong đó có cụ hiền thất tổ của chúng con, có oan gia trái chủ của chúng con, có người thân, có người không thân, có người có công với đất nước, có người chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, có đủ mọi cách chết hết, tất cả đang câu hội ở đây, thì xin Đức Từ Bi A-di-đà Phật Tam Thánh Tây Phương phóng quang tiếp độ. Mà chúng ta phải khẩn thiết. Chúng ta thấy trời ơi, đi xin đâu có được đâu, năn nỉ quá trời luôn mới được. Chúng ta đi làm việc này việc kia, nhiều khi nói một câu đâu có được, phải năn nỉ. Đi mượn nợ người ta đâu có cho liền đâu. Trời ơi chị ơi, nhà khó, con bệnh chồng đau, năn nỉ chị, năn nỉ năn nỉ. Rồi người ta mới cho mình mượn tiền, rồi hứa chắc là mình sẽ trả. Đó, mà chưa chắc người ta cho mình mượn đây. Cớ làm sao mà mình niệm Phật, tâm mình hất hơ, hất hải mà có hiệu quả được? Không có đâu. Cho nên phải thiết tha bằng tâm từ, niệm Phật bằng cái tâm thành kính, niệm cho rốt ráo, một niệm tương ưng với Phật, với Phật quốc, thì các hương linh mới về được với chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Khi các vị nói A-di-đà Phật là cũng phải cái tâm thành kính. Thì các hương linh á, ngồi chung quanh đây á, đâu có phải được thân xác toàn vẹn như chúng ta. Cái hương linh nó như làn khói á. Động mạnh là tán đi, gió mạnh là tán đi, tiếng động mạnh là tán đi. Cho nên hương linh nghe pháp khó lắm. Các vị biết tội cho hương linh lắm. Còn mình ngồi đầy đủ đây nghe á, bị chi phối bởi tiền bạc, danh vọng sắc tài. Còn hương linh nó chấp khi còn sống, ta là vua, ta là quan, ta là người có tiền của, ta là người có sắc đẹp, ta là người có vợ, có chồng, có tất cả. Nhưng tại sao bây giờ không ai nhớ đến ta? Các hương linh chấp cái ngã mà không có, tái sanh không siêu thoát được. Cho nên nhiều cảnh giới, Đức Phật dạy có 6 cảnh giới sau khi chết. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà cái cửa mà dễ đến nhất cho những người chết là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. May mắn lắm mới được thân người. Còn hành thập thiện mới sanh thiên. Còn cái người mà có công đức mà ác thì về Atula. Có công đức mà hung ác, mà hơn thua, mà tranh chấp thì về cõi Atula mà sống. Ngày nào cũng có chiến tranh hết. Còn về cõi người là cũng phải có công đức ở trong cái cõi người mới được làm người. Thế thì những cái người thân của chúng ta mà giờ chưa siêu thoát thì là cô hồn, gọi là ma đó. Thì cúng mấy cái đó nó cháo, cơm, gạo đó, chúng ta rảy phát là mấy con ma đó ăn đó. Chứ người sanh thiên rồi ăn chi? Cái người tái sanh làm người đâu có ăn. À, cho nên cúng cho các loại cô hồn chưa có siêu thoát được. Mà cái số cô hồn đó là vô tận, vô biên, nhiều lắm. Thì các vị hỏi thầy nè, thầy ở đây nè, thầy tiếp xúc nè với cô hồn nè, vong linh thai nhi nè, yểu tử nè. Thì các vị hỏi thầy đi,
để biết rằng nhiều lắm. Mà tại sao họ không siêu thoát? Vì chấp ngã, vì chấp ta đã là người này người kia, ta có này có nọ, không siêu thoát được. Các vị nghe rõ không ạ? Đó, các vị A-di-đà Phật, các hương linh cũng nghe. Tính tán cái vong linh chạy ra đằng kia chơi, nó nghe các vị A-di-đà Phật cái tụ lại đây. Cái hương linh không phải như chúng ta. Nó tán, nó tụ, nó tán, nó đến, nó đi, rất tội nghiệp. Cho nên muốn cho hương linh nghe Pháp, mình cũng phải nhiếp tâm chánh niệm nghe Pháp. Chứ mình nghĩ lung tung thì cụ huyền của mình nương mình, mà mình lung tung thì cũng nhảy lung tung. Mình sao thì các cái phần người chết cũng như thế. Mình đạo lực nhiều thì người chết sẽ nương chúng ta. Mà nghe Pháp, mà niệm Phật, mà siêu sanh. Mà mình mà nặng nề quá thì người ta nương mình, ta cũng không có nhờ được bao nhiêu hết trơn á. Người ta nương nhờ mình mà. Đó. Mà nhờ không có được bao nhiêu hết, tại mình nặng nề quá, mình tham quá, sân quá, si quá. Cho nên niệm Phật là tất nhiên rồi, nhưng mà người đến niệm Phật phải tu. Tu tâm, sửa tánh, thì cái sự niệm Phật đó, cái tu tâm sửa tánh là hạnh đó. Tín là hạnh, là nguyện. Hạnh là đức hạnh, hạnh là bổn nguyện. Cho nên có niềm tin mà không có đức hạnh cũng không có về Tây Phương được. Và nguyện là gì? Là tin sâu, là nguyện thiết. Có cõi Tây Phương Cực Lạc, có Đức A-di-đà với 48 lời nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Phải nói chữ nguyện thiết, phải tin sâu. Tại bây giờ thế gian là loạn lắm. Hôm nay người ta nói có Phật, người ta ngày mai người ta nói không. Hôm nay người ta nói có địa ngục, ngày mai người ta nói chẳng có địa ngục. Hôm nay người ta bảo hãy đi đường này, ngày mai người ta bảo hãy đi đường khác. Con người mình không có đạo lực, không có tin sâu nguyện thiết, không hiểu giáo pháp, ai nói sao mình nghe vậy. Gió chiều nào theo chiều đó. Nên mình cũng dắt dẫn cụ huyền thất tổ hương linh của mình phất phơ đi tới đi lui, đau khổ mà không có ngày thác sanh về cảnh giới an lành. Một phần rất lớn là do ở người sống của chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Sư thấy cái pháp hội tam thời hệ niệm nó có cái hay là các vị phải về niệm Phật hết. Chứ còn nhiều người gia đình có người chết là mang cái tên với ít tiền đem đưa cho ông thầy là xong chuyện. Sư xin lỗi với các vị, không có giúp gì lắm đâu. Ông thầy cũng hết lòng, ông cũng cầu nguyện, nhưng cũng có hạn thôi. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từng tuyên bố: Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Phật biết tất cả quá khứ hiện tại vị lai, trí tuệ của Ngài như đại dương, biển cả mênh mông, không gì sánh được. Nhưng mà ai không có duyên, Ngài không có độ đâu. Nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Người không có duyên, Ngài không độ. Mà mình muốn có duyên với Phật là mình phải tu, thì tự nhiên có duyên với Phật. Phải bằng cái tâm tu. Bởi vì đối với Phật, tu đó là gieo duyên với Phật. Các vị nghe rõ chưa ạ? Nếu các vị A-di-đà Phật thì sẽ biết cái tu rất quan trọng. Người tu pháp môn nào đi chăng nữa cũng phải tu hết, tu tâm sửa tánh. Thì chúng ta có niềm tin, có hạnh đức hạnh, lòng bố thí cúng dường, phát tâm công đức nằm trong cái hạnh hết. Rồi nguyện tin sâu nguyện thiết. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ dưới nơi đầu, Thế Chí sen đài trao đỡ gót. Trong khoảng sát na lìa ngũ trượt, khoảng tay có duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không lìa an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy Phật trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri,
rốt cuộc về sau đều thành tựu. Có phải như vậy không các vị? Bản thân mình nguyện lâm chung không chướng ngại, bản thân mình nguyện lấy trầm lao làm Phật sự. Người tu pháp môn niệm Phật mà chỉ thích ngồi mà đóng cửa lại rồi sung sướng cho mình niệm Phật thì sư nghĩ rằng cũng đâu có đúng, lấy trần lao làm Phật sự. Còn cái người già rồi, bây giờ cầu Nam Mô A Di Đà Phật là mình mừng rồi, mình cầu họ ngồi một chỗ niệm Phật. Nhưng chúng ta còn làm được, còn cống hiến được, còn nói được, còn nghe được là không chỉ cho chúng ta tu mà pháp giới chúng sanh đồng tu, mới gọi là Bồ Tát hạnh. Nếu các thầy chỉ tu cho mình thì đâu có lập mấy cái pháp hội như vậy làm chi? Các thầy ngồi niệm Phật cho mấy thầy. Nhưng lập pháp hội để cứu độ chúng sanh, người sống lẫn người chết, tất cả đều phải quy hướng về Tam Bảo, phát tâm niệm Phật, phát tâm làm lành, lánh dữ, phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên khi chúng ta đang niệm Phật mà cái tâm chúng ta phóng đi khắp nơi khắp chốn, buồn vui đủ thứ, thì chúng ta đang niệm buồn, niệm vui, niệm ghen, niệm ghét, chứ không phải là niệm Phật. Nhiều người tay cầm sâu chuỗi mà cái tâm lo ở nhà, bữa nay ông xã không biết có đi với bồ nhí không, thì như vậy đang niệm cái chuyện tà đó, chứ không phải niệm Phật. Niệm Phật là chỉ tâm nhớ Phật, lòng nhớ Phật, niệm nghĩ về Phật mới gọi là niệm Phật. Thành khẩn bằng tâm hướng về Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, lòng niệm Phật, miệng niệm Phật, đó mới là niệm cho đúng. Còn niệm tới nơi, tới chốn nhưng mà không nghe được tiếng niệm Phật, à, ở trong tâm ta, ở bên ngoài vào, ẩn vào, đi ra cũng chỉ là tiếng niệm Phật, thì chưa gọi là nhiếp tâm với cảnh giới Tây Phương. Đó. Nếu như thế, làm sao mà hương linh có thể nương nhờ công đức ở chúng ta được? Khi chúng ta niệm, nghe tâm thanh tịnh, nghe lòng trong sáng, chúng ta biết là đã nhiếp, nghĩa là niệm Phật thiết tha như tiếng con thơ gọi mẹ. Con có khát, mẹ mới cho bú, đúng không? Mình niệm thiết tha thì mẹ nghe, cũng như mình niệm thiết tha thì Phật nghe. Phật nghe rồi thì chúng ta cảm giác, cảm tưởng được, cảm nhận được cái từ trường, từ lực của Phật phủ lên, tưới hơi, tưới nước mắt lên trên thân thể của chúng ta. Thì chúng ta mới, Phật ơi, xin cứu độ cụ Huyền thất tổ của chúng con, xin cứu độ các hương linh, vong linh oan gia trái chủ của chúng con, xin cứu độ cho những người đã chết đó, hoặc cố ý hoặc vô tình con đã tạo nghiệp chướng với họ, xin Đức Phật hãy cứu độ lấy họ. Mình có nhiếp tâm thì lời cầu xin của mình mới có một cái tác dụng nhất định, mới gọi là Phật pháp nhiệm màu. Còn tu khơi khơi không có bao nhiêu kết quả, rồi tu hoài thấy không có kết quả, về nhà cũng phiền não, đảo điên, cãi nhau, nợ nần, rồi riết rồi bỏ tu luôn, nói tu không có kết quả gì hết. Chánh là vì chúng ta không có nhiếp tâm mà không có hiểu cái sự tu là như thế nào. Các vị nghe rõ chưa? Thế nên trong pháp hội này không mong gì hơn, các vị hãy hướng về Phật A-di-đà, cầu nguyện sanh Phật quốc không chỉ cho ta mà cho pháp giới chúng sanh. Pháp hội này là dành cho cả pháp giới. Cho nên chúng ta nhất tâm các hương linh ân triêm công đức mà được vãng sanh về cảnh giới an lành, bởi vì các vong linh lắng nghe để không còn ham cái gì trên thế gian này nữa. Người sống đây nè mà tôi còn không ham gì hết, tại vì đời sống là vô thường. Hôm nay người thân còn thấy nhau, mai biệt ly. Hôm nay nụ cười tươi, đến mai giọt lệ héo. Trần gian ôi sao quá vô thường. Sáng mới bình minh, chiều xuống đã lụy tàn sắc hương. Mình người sống còn biết vô thường. Cho nên cái người chết á, cái hương linh á,
cũng sẽ cảm nhận theo mình mà không có chấp ngã. Họ không chấp ngã, họ mới nương tiếng niệm Phật, họ mới siêu sanh được. Chứ bây giờ những cái phần âm đó cũng đang rất là chấp. Chứ không phải mà nghe niệm Phật mà thác sanh được đâu. Khó lắm. Đó, các vị phải biết như thế. Sống trên đời này, tâm thì loạn động. Cho nên bắt đầu vô thời kinh lúc nào quý thầy cũng giới hương, định hương, giữ huệ hương. Tức là lấy hương giới, hương định, hương huệ, cúng dường Phật. Chứ không phải hương tiền, hương danh, hương lợi, cúng Phật. Giới, định, huệ, cúng cho Phật. Mà các vị xem coi mình ngồi trong pháp hội mình có định không? Giới thì tạm là giữ giới rồi đó. Đến đây không ai sát sanh hại vật. Đến đây không có gian tham trộm cắp. Chứ đến đây mình còn mất dép, mất đồ, đến làm gì? Đến thì không có tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Coi như là giới tạm giữ được, là giới hương. Từ giới mới sanh định. Nhờ sao mà định đây? Nhờ tiếng niệm Phật để định. Lấy cái định đó cúng dường cho Phật. Nhờ giới, nhờ định sanh trí huệ. Đó là huệ hương. Rồi là gì? Giới hương, định hương với lại huệ hương. Đó, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Rồi chúng ta lấy cái niệm giải thoát đó, rồi giải thoát tri kiến đó, ngũ phần hương đó cúng dường lên Đức Phật. Chúng ta vào với pháp giới, pháp hội đạo tràng, tâm không thanh tịnh, mang đủ thứ cái tham sân si nghiệp chướng vào đây, lấy cái gì để cúng dường Phật? Không có gì để cúng dường, lấy gì là công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cho nên cụ Hiền Thất Tổ và người mất đến đây rất là đông mà không hưởng được bao nhiêu là tại vì chúng ta không có thành tịnh. Các vị nghe rõ chưa? Trên thế gian này có 5 loại chúng sanh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người. Còn cõi trời là chúng ta phải hành thập thiện, chúng ta mới sanh thiên. 5 cái cõi giới này nè, thì cái cõi địa ngục, Atula với ngạ quỷ đó, thì chúng ta cũng không có nhìn thấy rồi đó. Mà còn một cái cõi giới nữa mình không thấy, đó là cõi giới của thân trung ấm, cõi của các hương linh, mình không có nhìn thấy. Địa ngục là tội nặng rớt thẳng địa ngục rồi. Cõi ngạ quỷ là đói khát, đi lang thang mà mình không nhìn thấy. Các vị A-la-hán, Bồ-tát là nhìn thấy. Cõi nữa là A-tu-la, mình cũng không nhìn thấy. Mình chỉ thấy con người với nhau thôi. Mở mắt là tranh giành thôi, cãi lộn thôi, sân si thôi, không thấy cái gì hết. Còn một cái cõi nữa mình không nhìn thấy, đó là cõi thân trung ấm. Mà mình đang mời các thân trung ấm về đây đây, mời các cái loài ngạ quỷ đói khát về đây đây. Và cái cõi thân trung ấm đó phảng phất gặp đầu ghềnh cuối bãi. Có những thân trung ấm có người thân dâng lên thành tâm cầu nguyện, có những thân trung ấm không có người thân, phất phơ, cô đơn, lạnh lẽo, buồn đau. Biết chừng nào mới thác sanh siêu độ. Cho nên chỉ có lòng từ của chư Phật, chư Bồ Tát mới là quán sát mọi cõi giới mà cứu độ. Còn mình cứu ai? Mình cứu cái miệng mình á, mình cứu cái bụng của mình á, mình cứu cái tủ tiền của mình á, chứ mình cứu ai? Cái lòng tham của con người là như vậy. Cho nên phải theo Phật để học hành từ bi của Phật, tu cho mình, rồi còn phải cứu độ chúng sanh. Mà muốn cứu độ chúng sanh là mình phải có niềm tin, có đức hạnh, có bổn hạnh, bổn nguyện. Bổn hạnh, bổn nguyện đó để hóa giải tham sân si, nghiệp chướng từ vô lượng kiếp. Đó, nghe Pháp là như vậy đó. Các vị có đồng ý không ạ? Thế thì Đức Phật quán sát các loài chúng sanh đau khổ ở mọi cõi giới, sinh lão bệnh tử, phiền não nặng nề vô tận vô biên. Chúng ta cũng vậy nè, sanh rồi chết nè. Đó, sanh rồi lớn lên, lấy lập gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái, bệnh tật rồi chết. Nhiều sự khổ đau triền miên lắm đó. Cho nên Đức Phật khuyên dạy chúng ta biết bao nhiêu điều tốt đẹp để
cứu mình rồi mới là cứu người được. Tự độ rồi mới độ tha. Mà cái pháp môn niệm Phật nó có một cái điều rất tuyệt vời là chúng ta còn nhờ tha lực của Đức A-di-đà. Còn cái nghe sư giảng là biết mình không có công đức bao nhiêu rồi đó. Nghe sư giảng là biết mình không có độ ai nổi rồi đó. Cho nên phải nhờ tha lực. Chứ mà đừng có nghe nói là mình lo cho mình thôi, chứ còn khỏi có trông chờ vô ai. Đó là cũng đúng một phần ở cái sự tu tập của mình. Nhưng lòng từ của chư Phật và chư Bồ Tát sẵn sàng cứu độ chúng sanh với cái điều kiện là phải tương ưng. Phải tương ưng là phải khế hợp. Ngài bảo niệm Phật, làm lành, lánh dữ, mình làm thì các ngài mới độ mình, là mình gieo duyên với các ngài. Như thế. Cho nên sư nhắc đi nhắc lại để cho các hàng Phật tử không có chủ quan với pháp môn niệm Phật. Có người niệm Phật thời gian chủ quan, thôi niệm câu ông cũng cứu nữa. Bổn nguyện của Đức Di Đà là vậy rồi, cho nên ráng niệm mấy câu là ông cứu. Mà sư nói chúng sanh là vô tận vô biên. Nếu mình muốn ngài cứu mình, tích cực tu. À, cũng như người đi sớm xếp hàng trước thì được vào trước. Người tu ở đâu xa thì phải đi sau. Nhớ như vậy cũng công bằng lắm. Chứ không có phải mà muốn ai muốn chen vô, vô trước là vô. Những cái cõi ta bà lộn xộn đâu, có thứ tự, có lớp làng hết á. Các vị nghe rõ chưa ạ? Mình vào trong cái kiếp sống này là bởi cái gì? Nghiệp thức của mình. Các cô hồn muốn tái sanh cũng phải nhờ nghiệp thức dắt đi tái sanh. Đó. Mà yếu tố nghiệp dẫn đi tái sanh, mà các vị biết rằng các cô hồn mà không tái sanh được bởi vì cái nghiệp ngã chấp của họ quá nặng. Cái khai thị rất là quan trọng. Bởi không nghe thì họ không bỏ, mà không bỏ thì họ không đi, mà không đi thì làm hồn ma bóng quế hoài. À, ngàn năm, trăm ngàn năm cũng vất vưởng là hồn ma bóng quế. Cho nên đó, nó có cái pháp khai thị. Nó hay cái pháp khai thị. Người sống cũng nghe mà người chết cũng nghe. Mà mình khai thị mà mình không có tâm á, không có cái cô hồn nào nghe nổi hết trơn á. Giống như mình săn sẵn, mình chửi người ta vậy, sao mà nghe? Khai thị bằng tâm từ, khai thị bằng tâm đức, khai thị bằng tất cả lòng chuyển hóa yêu thương. Người ta mới ồ, cái người này thương mình nè, muốn giúp mình nè. Cho nên khai thị không phải học thuộc lòng cái bài đọc mà khai thị, mà xuất phát từ từ tâm, mà bằng tâm đức, bằng tâm từ, bằng phúc đức của mình, thì cái các cái thân trung ấm cô hồn mới nghe được. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên khi mà ông thầy, vị thầy khai thị, chúng ta cũng nhiếp tâm cùng với thầy khai thị, tạo thành sức mạnh. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụp lại nên hòn núi cao. Thầy khai thị, mình cũng nhiếp tâm vào thì tự nhiên có sức năng lượng lớn hóa độ cho vong linh. Còn thầy khai kệ thầy, mình cứ A-di-đà Phật, ngó trời, ngó đất, ngó sông, ngó núi, ngó mây, không có kết quả. Nhớ chưa? Các vị nhớ chưa? Tốt lắm. Như vậy yếu tố nghiệp dẫn đi tái sanh, thì Kinh Tăng Nhất A Hàm Phật dạy tác ý là nghiệp. Nghiệp dẫn chúng sanh đi tái sanh, nghiệp giữ chúng sanh không cho đi tái sanh. Nghiệp nhẹ thì đi lên, nghiệp nặng nó lôi xuống. Ái trọng thiên trì. Ái trọng nghĩa là quá sức đắm nhiễm vô cái gì thì nó sẽ trì vô cái chỗ đó. Đắm nhiễm tài sản thì đi không nổi ở đó mà giữ của. Đắm nhiễm vợ chồng con cái thì trở vô bào thai. Mà tội quá nặng, mà cái nghiệp thức quá nặng, không thể nào mà đi tái sanh được, thì cứ vất vưởng làm ở cái thân trung ấm mà không đi tái sanh ở đâu được hết. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, người ta thường hay phát nguyện về cõi trời là sanh thiên. Sau này khi Đức Phật thuyết về cảnh giới Tây Phương, Kinh A-di-đà là bộ kinh vô vấn tự thuyết. Đức Phật nói về một cảnh giới an lành cho chúng sanh có cái phương tiện niệm Phật để mà từ bỏ những cái tham đắm chấp ngã trong cái cõi ta bà này.
chứ không phải là chúng ta từ bỏ trách nhiệm bổn phận của chúng ta để mà đi, mà chúng ta hoàn thành trách nhiệm bổn phận của mình trong cõi ta bà này. Nhưng cái niệm Phật để chúng ta không tham đắm danh lợi sắc tài trong cõi ta bà này, chứ phải bỏ hết rồi mình biết mình đi về Tây Phương, không có đi được. Ai cũng phải hoàn thành bổn phận trách nhiệm đối với cuộc đời này, rồi đồng thời chúng ta phát nguyện không tham đắm, thì chúng ta mới có thể vãng sanh Tây Phương. Các vị nghe như vậy có đồng ý với sư không ạ? Có người nói thôi, giờ trốn nợ, trốn đời, trốn hết, đóng cửa cái niệm Phật, đó là ích kỷ. Mình tạo vợ nè, tạo con nè, tạo đủ thứ vậy đóng cửa niệm Phật. Sai. Mình phải lần lượt giải quyết từng món nợ. Nhưng mà đồng giải quyết món nợ mà đồng phát tâm tu, chứ không phải mặc kệ sống chết mặc bay, một mình ta đi về trời, không phải vậy. Vui với cái vui của chúng sanh, của thân bằng quyến thuộc, khổ cùng khổ với cái khổ đau của thân bằng quyến thuộc. Cho nên sư không chấp nhận cái quan niệm rằng ai sao mặc ai, mình cứ đóng cửa mình tu để mình vãng sanh, sư không đồng ý. Mình cùng làm với cuộc đời mà cùng phát tâm mình tu với cuộc đời, nhưng mà phát nguyện vãng sanh là luôn luôn không bao giờ quên. Hôm nay cúng dường ở Tam Bảo hai tạ gạo, đem công đức này hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay phát tâm cúng một bình hoa, xin đem công đức cúng hoa này hồi hướng Tây Phương Tịnh Độ. Hôm nay con xin ngồi đây nghe pháp, nguyện đem công đức nghe pháp này hồi hướng Tây Phương Tịnh Độ. Cái hồi hướng này là không phải gì khác là con không có tham đắm gì cái thế giới vật chất hữu vi. Người cúng tạ gạo để ngày mai có 10 tạ, người cúng bông hoa để ngày mai con đẹp, đó là mình vẫn tham đắm cái cõi này. Cho nên Phật dạy cho mình nguyện phát sanh Tây Phương để không tham đắm cõi ta bà, thì mình mới không đau khổ. Nó rõ ràng như vậy thôi. Chứ nhiều người tưởng rằng chúng ta cầu sanh về Tây Phương để từ bỏ mọi sự khổ đau ở nhà, ai muốn làm chi thì làm. Cái đó gây ra một cái sự hiểu lầm và đáng tiếc, tâm từ bi chúng ta không có. Các vị nghe như vậy có đồng ý với sư không ạ? Khi chúng ta về các cảnh giới cao ở cung trời thì chỉ thiền duyệt thực, pháp hỷ thực thôi. Cho nên nhẹ nhàng lắm, nó không có nặng nề bởi ăn uống ngủ nghỉ như là cõi ta bà. Càng lên cao thì càng nhẹ, nhưng mà lên cao mà không tu cũng rớt xuống thôi. Cho nên cái nguyện thiết là để dù cõi giới nào, sanh thiên hay cõi người, vẫn phải nhớ cầu sanh Tịnh Độ để không bị chìm đắm là như vậy. Thế thì chúng ta hôm nay về đây, ngồi đây, chúng ta vẫn sẽ biết bản thân chúng ta cũng đang đau khổ, chứ không phải người sống thì sướng hơn người chết đâu. Đức Phật nói ai ở trong cõi người mà không biết tu tập đều đau khổ hết. Chúng ta đau khổ, người chết cũng đau khổ. Nhưng mà ngồi đây là nương cái từ lực của một cái đạo tràng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo. Cái từ lực lớn của Đức A-di-đà, nhiếp tâm, hộ niệm. Cái từ lực của Đức Địa Tạng Vương, hộ niệm, để mà hóa giải nỗi khổ niềm đau. Cho nên cái người sống mà đang ngồi đây nè, có giận, có hờn, có ghét ai, phát nguyện tha thứ hết. Có làm được như vậy thì cái người chết họ mới theo chúng ta mà tha thứ. Ở đây mình mang một tùm ghét tùm lum hết mà mình hóa độ cho ai? Cho nên chính chúng ta phát nguyện tha thứ hết, bao dung hết, từ bi hết, hỷ xả hết, thì cái người mà chết rồi đó họ cũng nương theo chúng ta mà hóa giải hết. Oan gia trái chủ mới không theo chúng ta để báo, để đòi. Chúng ta còn chấp, còn ghét người này bỏ người kia thì làm sao những phần oan gia trái chủ, các phần cô linh, cô hồn yếu tử có thể tha thứ cho ai được, vẫn tiếp tục đau khổ. Cho nên ngồi đây sư nhắc các vị chánh niệm nè, tu tâm sửa tánh nè, tha thứ, bao dung, hỷ xả, có được không ạ? Ai mà niệm A Di Đà Phật mà làm được, sư nói giỏi, xuất sắc.
Đức Phật mỉm cười cho một cái bông sen liền. Tại cái trên đời này tha thứ khó lắm, cái gì cũng được hết đó, chứ mà ghét là sống để bụng chết mang theo à. À, nó ghê gớm như vậy đó. Nó đi vào máu, vào xương, vào huyết, nhất là mấy phụ nữ chúng ta nhiều khi nói ra được á thì thôi, mà không thì díếm díếm ở trong bụng. Còn người nam á, anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn, để đó sẽ có lúc. Thế thì làm sao bước vào trong cái pháp hội để mà hộ niệm cho ai, trong khi tam thời hệ niệm là tu cho mình và tu cho cả người chết, âm dương cùng lưỡng lợi. Hệ niệm là ta tu rồi hồi hướng luôn, giúp cho pháp giới chúng sanh được nhiều công đức, ly khổ đắc lạc, tăng trưởng bồ đề tâm, chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, hoan hỷ an vui, phước báo công đức tròn đầy, nên được tham dự pháp hội vô cùng hoan hỷ. Có phải như vậy không các vị? Tại sao chúng ta được công đức tròn đầy? Vì không, hôm nay không phải tu cho mình, tu cho huynh đệ, tu cho người khác, tu cho người sống, tu cho người chết, từ bi hỷ xả bao dung đó, cho nên công đức rất là lớn. Do vậy hệ niệm rất là quan trọng. Mình tu nghiêm túc thì hộ trì cho người khác cùng tu, cho nên thân khẩu ý trong pháp hội vô cùng thanh tịnh miên mật. Có thiên long hộ pháp, bát bộ kim cang, vô số quỷ thần, vô số các loại chúng sanh cùng hộ trì tham dự, nhất là các thân trung ấm. Có một vài loại chúng sanh nữa, thần thức phát tâm tu nhưng không còn chấp thân. Người ta có những người không phải ai tu cũng là cô hồn. Có những cái phần chúng sanh họ không còn chấp thân nhưng vẫn nương vào pháp hội của chúng ta mà tu tập. Cái phần nó nhẹ hơn chúng ta nữa, họ nương họ tu thôi, chứ không chấp như các loại cô hồn cũng có mặt trong pháp hội của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ bằng công đức cúng dường, bố thí, niệm Phật, tụng kinh A-di-đà, thanh tịnh tam nghiệp để hồi hướng cho các cõi giới cô hồn khác nhau, mà hay nói là thập loại cô hồn. Tuy nhiên theo Du Già, Sư Địa Luận chia ra có 13 loại cô hồn. Một là hoàng vương đế bá, tức là vua chúa chết. Không phải vua chết là được siêu đâu nghe, vua mới là càng khó siêu. Tại quyền lực, con vua cháu chúa, tài sản vô lượng vô biên. Cho nên á, đời làm lớn mà giàu có, chết khó siêu lắm, đừng có ham. Càng làm lớn càng phải tu để không có chấp. Còn mình sẵn nghèo rồi càng dễ tu. Nghèo dễ tu quá rồi, có gì đâu chấp. Vậy mà có người ngồi nhìn mấy cái ghế cao đó mà mơ ước. Mơ ước để rồi chết đó, bám cái chân ghế là đi không rời. Có cái gì đâu mà ham. Sư nói các vị cười chứ có phải vậy không các vị? Mà người làm lớn, làm vua, làm chúa là người ta phải có công đức, đắp cầu bồi lộ, thương dân, yêu dân mới leo lên làm vua. Người xuất gia tu hành nhiều kiếp, thương dân, hy sinh cho chúng sanh mới xuất gia tu hành. Người được làm thân người cũng phải có công đức mới được làm thân người. Bởi Đức Phật từng tuyên bố khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Được cái thân này quý lắm. Người chết bây giờ khó mà ngồi nghe. Sư nói không phải cô hồn nào cũng được nghe đâu nghe. Mình nãy giờ sư giảng có nghe được không? Thế là quá vừng mừng vui hoan hỷ rồi. Nhưng mà cô hồn không nghe được, nghe rất ít. Bởi vì nghiệp, bởi vì là hồn siêu phách tán, dao động và nghiệp của các cô hồn. Cho nên bây giờ không lo tu đợi chết rồi người ta mới khai thị cho mình sao? Người sống vẫn rất là quan trọng, rồi mới đem cái lực của mình mà ban rải cho người đã chết. Đồng ý không các vị? Thế thì cái cô hồn đầu tiên, hoàng vương đế bá đó, vua chúa đó cũng chết. Chứ ai mà làm vua mà không chết đâu. Cái ngày xưa đó là cái ông mà làm Vạn Lý Trường Thành, đó là vua gì? Tần Thủy Hoàng. Ông quyết là ông sẽ chế ra một loại thuốc trường sanh bất
tử. Vậy bốn mấy tuổi chết rồi. Ông uống thuốc trường sinh bất tử mà cuối cùng bốn mấy tuổi chết. Mà các vị biết là bây giờ cái xác thân của ông chôn mà tạo ra một cái chất đó, mà ai bước chân vô là ngộ độc, không có bước chân vô được đâu. Cái xác của ông là bảo tồn cho tới bây giờ. Ông là người tạo ra cái vạn lý trường thành bên Trung Quốc đó. Ông nói là ông sẽ sống mãi, không bao giờ chết. Vậy bốn mấy tuổi đã đi rồi. Cho nên đừng có nói vua chúa không chết, phải không nào? Nên đừng có tham đắm chi cho nhiều, mà phát tâm tu là hơn. Hoàng vương đế bá cũng làm cô hồn nếu mà không chịu nương Phật Pháp mà siêu thoát. Loại thứ hai là anh hùng tướng soái. Anh hùng tướng soái lập chiến công ngoài trận mạc, chết có khi làm thần, hộ quốc an dân, mà cũng có khi là ở đầu ghềnh cuối bãi vì không có ai nhớ tới công trạng. Cho nên họ phất phơ đầu này đầu kia, họ đau khổ lắm. Trời ơi, tôi lập biết bao nhiêu chiến công, tôi hy sinh cả cuộc đời, giờ không ai nhớ tới mình. Họ cũng không siêu thoát. Anh hùng tướng soái cũng làm cô hồn. Quan văn, thấy chưa? Anh hùng tướng soái là quan võ, quan văn là những người làm quan, trí thức, nhưng mà không có ra trận mạc, cũng có công với đất nước. À, văn nhân trí sĩ cũng làm cô hồn. Người xuất gia không khéo cũng là cô hồn. Chứ phải xuất gia là xuất gia mà không lìa thế tục gia thì lấy gì mà siêu thoát. Cho nên cũng làm cô hồn luôn. Đạo sĩ cũng làm cô hồn vì có lo luyện tiên, tiên dược, tiên đơn cũng làm cô hồn. Thương nhân, người buôn bán, doanh nhân giàu có gì cũng thế thôi. Chiến sĩ trận vong, tất cả mười mấy loại cô hồn. Cho nên ở chung quanh chúng ta bây giờ đang hiện hữu rất nhiều loại cô hồn. Các vị nghe rõ chưa ạ? Bây giờ người ta đang hiện hữu chung quanh mình làm sao đây? Mình nương vào công đức sự thanh tịnh của Pháp hội để chú nguyện cho họ. Sư nói nãy giờ đầu bài Pháp là chúng ta phải làm gì? Giải hóa tham sân si, tu tập trong chánh niệm, lập công bồi đức, vô ngã vị tha mới có tạo ra từ lực để hóa độ cho các cô hồn yếu tử. Cũ huyền thất tổ oan gia trái chủ của mình, chứ không phải mà sơ sơ qua qua quách quách mà nói hôm nay tôi dự rồi chắc cụ huyền tôi siêu rồi. Không dễ đâu, phải tu hoài, phải tinh tấn bất thối chuyển đó. Vì sao mà các loại cô hồn còn hoài, dù là chùa tụng kinh hoài, pháp hội lập ra hoài mà họ không siêu thoát? Siêu thoát một phần, ai nghe được tu được mới siêu thoát. Cho nên sư mới nói cái khai thị là quan trọng. Các vị phải nghe Pháp là quan trọng, chứ không cũng không có hiểu gì hết. Đến tu cũng A-di-đà Phật như người ta, chứ không biết gì hết trơn á. Rồi chết cũng u-u minh minh thôi. Cho nên phải nghe Pháp, phải tu tập, phải sửa. Chứ có nhiều người tu về nhà còn có chiến tranh hồi nhiều hơn cái hồi chưa đi chùa. Đi tu về rồi là bắt đầu nói này nói kia, chê bai cái này cái nọ, làm cho gia đình xào xáo. Càng tu bao nhiêu càng phát tâm từ bấy nhiêu, tha thứ bao dung bấy nhiêu. Thế thì tại sao các cô hồn không siêu thoát? Là do họ chấp vào địa vị, tài sản, ngành nghề, xác thân, cho nên mất hết mà họ vẫn không biết là mất. Cứ nghĩ mình rằng là vua, từng có công trạng, từng có địa vị, từng có tiền tài, từng có sắc đẹp. Cho nên khi đã chết rồi mà vẫn không biết rằng mình đã mất tất cả. Vì vậy cái Pháp nhà Phật hay ở cái chỗ là dạy chúng ta thế gian này là có tam pháp ấn: khổ, vô thường, vô ngã. Thuộc lòng ba cái đó chết không có đắm. Đời là khổ, đời là vô thường, đời là vô ngã. Mình biết tu chết mình không có đắm. Mà khi sống không biết tu, chết cũng giống như mấy cái cô hồn này thôi chứ không khác đâu. Các vị nghe rõ chưa?
Nghe A Di Đà Phật lớn quá đó, mà nãy giờ sư lặp đi lặp lại không biết có nhớ được cái gì không? A Di Đà Phật. À có ha, A Di Đà Phật có nhớ. Sư xin cảm ơn các vị. Cho nên sư muốn nói, bây giờ nói cho các phần âm nghe luôn nè. Đó, mất là hết rồi, không còn cái gì đâu. Ai cũng biết cái thần thức á, chỉ mang theo tội với nghiệp để đi đầu thai thôi. Còn tài sản, địa vị, danh lợi, chức quyền để lại cho thế gian hết rồi. Không còn gì nữa đâu mà chấp. Anh hùng, tướng soái, địa vị, đế vương cũng không còn gì đâu. Cho nên phải phát tâm quy y, phát tâm buông xả, phát tâm nương công đức của Pháp hội Đạo Tràng mà thác sanh về cảnh giới an lành, thác sanh về ánh sáng từ lực của Đức Từ Phụ A Di Đà. Tất cả chúng ta cùng phát nguyện và chú nguyện như thế. Các vị có đồng ý không ạ? A Di Đà Phật. Cho nên nếu chúng ta không còn chấp và các cô hồn không còn chấp, thì trong nhà Phật có một cái từ, đó là hồi đầu bỉ ngã, quay đầu là bờ. Rất là dễ, buông ra là thấy bờ. Thấy khó mà không khó, thấy dễ mà không dễ, ở cái chỗ có chịu buông ra hay không. Cô hồn hãy buông những cái gì mà cô hồn nghĩ là mình đã có, bây giờ phải biết trả về không. Chúng ta đang sống đây, đừng có chấp buông, mà đã buông được thì hồi đầu thấy bờ. Đáo bị ngã, quay đầu sẽ thấy bờ giải thoát. Tam thời hệ niệm không dành riêng cho ai, tất cả các loại chúng sanh, không chỉ con người, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, địa ngục, ngạ quỷ, cõi trời, cõi người, thân trung ấm. Cái pháp hội này có cái tâm nguyện từ bi là bao dung tất cả. Cho nên chúng ta suy nghĩ tận cùng rất là xúc động. Mình, cái nhà mình, có vợ, con, rồi có gạo, có tiền, có quần, có áo, đóng chặt cái cửa lại mà giữ. Cái pháp hội bao dung tất cả, không chừa bỏ một cõi giới, một chúng sanh nào, chỉ còn là pháp hội của chư Phật, chư Bồ Tát mà thôi. Cho nên chúng ta rất là phước báo được tham dự những pháp hội công đức như thế này. A Di Đà Phật.